điên ngã luôn. Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh, mình hương một đóa quan hương thầm. Một đôi lời đẹp như người tình. Ông là ông bị gánh cỏ hay gánh gì vậy? Đau à? Tiêu à? Thì trút kìa. Này chắc gánh cỏ chứ không có gánh gì. Gánh kiểu này chưa có gánh cỏ không? Chó râu nhiều như trời. Gió mạnh quá, ngồi cũng không yên nữa. Hơi gió này phải không? Kiểu này thì xe đạp cũng không được. Tốt trong này cũng quá trời nhiệt hơn. Nhiệt trải động. Cái này là cái trại chỗ tối cho cái người đã trải nghiệm cái thành phố. Giọt mưa lặng lẽ trên mưa. Đang tắm ở đây. Có cái ao nước ở đây. Kia ông bày nữa các bạn, để zoom lại coi các bạn như là chỉ có thôi dịch tới đây. Hai bài ở đây bày. Thank you.
ở cái chùa này cũng có trò chơi hay. Đây mình đang đứng là ở trên chùa Lăng-Tri trên. Cái chùa này nó nằm ở cuối làng. Ở cuối làng Lăng-Tri luôn. Chùa nào giờ cũng đang làm đẹp. Ông đang cất nhà, cất chùa. Cái này là chánh điện của chùa Nam Di trên. Cây sứ cùi. Này cái cổng của chùa nằm gì dưới. Cắm nó ra. Nó chặt không nốt. Chặt trái không nốt á.
thì giữa ở đây vô quay hoài Oh.